Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một con máy lọc không khí Panasonic cực đẹp. Phải nói là siêu đẹp các bác nhé. Giá không hề rẻ chút nào. Con này có mã là VC55XK. Máy 55 ạ. Con này em báo giá luôn, em bán 3,8 triệu. Con này không đẹp thì không lấy tiền các bác luôn. Máy siêu chất cực đẹp. Đây là một trong cái phân khúc cao cấp. Cao cấp nhất ở cái phân khúc máy 55-50 các bác nhé. Đấy. Con này thì nó không đẹp không lấy tiền luôn, vì nó quá đẹp. Đấy. Xuất sắc từ mọi thứ. Dòng mặt dâng cánh vẫy kép hai cánh vẫy ạ. Đấy, con này thì là có mã đây, VC55XK 53W, các bác dùng cho phòng khoảng 35m² đổ lại. Năm sản xuất 2014. Con này đẹp đến cả phần lưng cũng đều đẹp ạ. Đấy, mọi thứ em đánh giá nó là xuất sắc. Thì còn bảo phần trăm bao nhiêu thì chịu ạ. Không biết phần trăm bao nhiêu cả. Máy lọc không khí Panasonic nó sử dụng công nghệ nano y tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc độc hại này, bùa ẩm cho da, giữ ẩm da rất là tốt. Đấy. Có báo bụi PM2.5. Đây ạ, các bạn thấy chưa? Báo phần trăm độ ẩm, công nghệ Econavi. Cảm biến ánh sáng. Khóa trẻ em này, các bác nhé, khóa trẻ em này. Các cái tốc độ lọc các thứ, nói chung là mọi chức năng thì nó cũng không có gì là đổi nhiều. Phần đây khu vực bình nước bù ẩm này. Màng tổ ẩm zin còn rất là đẹp các bác nhé. Tổ ẩm zin đây còn rất là mềm đẹp. Không không cần phải thay, một cái màng này rất là mới đẹp. Chất một con máy nó xuất sắc luôn. Con này màng HEPA thì em thay mới. Thay mới cho các bác nhé. Con nào màng không đủ tiêu chuẩn thay mới, mới tinh. Màng than hoạt tính của Panasonic to, dày, khử mùi rất là tốt ạ. Khử mùi hôi, nấm mốc, hút thuốc lá rất hiệu quả. Bằng than, màng than này các bác dùng lâu các bác mang đi rửa được. Này. Con này về cơ bản thì nó cũng giống con VX-H50. Nhưng mà nó là phân khúc 55. Cao cấp hơn. Có báo bụi PM2.5. Trên với cả bọn 50 cái mấy trăm, em để số 18 các bác nhé. Bác nào chốt thì các bác liên hệ. Máy rất là xuất sắc đấy. Giá 3,8 triệu. Đã đấu đổi điện 220V rồi các bác nhé. Các bác chỉ việc cắm điện lưới, trực tiếp điện lưới Việt Nam thôi. Chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.